Hồng Kông chuẩn bị cho chuyến công du đầu tiên của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Theo Reuters, các tòa nhà của Hồng Kông đã được trang trí bằng các biểu ngữ yêu nước vào ngày thứ Năm 30 tháng 6, khi thành phố chuẩn bị cho chuyến thăm của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong chuyến công du đầu tiên bên ngoài Trung Quốc đại lục kể từ khi bùng phát dịch Covid-19. Theo hãng tin Tân Hoa Xã, ông Tập cũng sẽ tham dự lễ ra mắt chính phủ nhiệm kỳ thứ 6 của Hồng Kông và lễ kỷ niệm 25 năm ngày thành lập trung tâm tài chính dưới sự cai trị của Trung Quốc kể từ năm 1997, với những lời hứa hẹn về các quyền tự do và quyền tự chủ trên phạm vi rộng dưới sự quản lý một quốc gia hai hệ thống. Nhiều lực lượng an ninh đã sẵn sàng túc trực bảo vệ tại ga cuối của đường sắt cao tốc của thành phố và xung quanh các khu vực trung tâm thành phố nơi ông Tập dự kiến sẽ đến thăm và nơi diễn ra các sự kiện chính của lễ kỷ niệm.